Viện Thẩm mỹ Quốc tế Nami được đặt tại vị trí đắc địa, ngay trung tâm thành phố Thanh Hóa, ở địa chỉ PG0306 Shop House, Vincom, đường Trương Quốc Đạt. Viện Thẩm mỹ Quốc tế Nami được thiết kế theo phong cách hiện đại, tạo không gian sang trọng, tinh tế, đem lại cảm giác thoải mái, thư thái, giúp phái đẹp tìm lại sự cân bằng và thư giãn sau những giờ phút căng thẳng, mệt mỏi để tái tạo năng lượng cho ngày mới năng động. Viện Thẩm mỹ Quốc tế Nami sử dụng các dòng mỹ phẩm có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Harim thuộc tập đoàn Jolly Moly lớn thứ 3 về mỹ phẩm tại Hàn Quốc. Sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, dịu nhẹ và không gây kích ứng da. Đến với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Nami, quý khách sẽ được tận hưởng những dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tốt nhất bởi đội ngũ bác sĩ, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, nhân viên chuyên nghiệp, tận tình, được đào tạo bài bản, tay nghề cao. Thẩm mỹ Quốc tế Nami hiện có hơn 60 dịch vụ làm đẹp, chăm sóc da, body và hơn 30 dịch vụ tiểu phẫu, xâm lấn như bóc bọng mắt, nâng mũi, nâng cung mày, căng da mặt, tiêm filler, botox. Đặc biệt, dịch vụ tắm trắng vi thuyền collagen hoàng gia, sử dụng collagen tươi và sữa non kết hợp với các động tác massage chuyên nghiệp, loại bỏ các lớp tế bào xỉn màu, trả lại cho bạn làn da tươi trẻ, trắng sáng, mịn màng. Hiện nay thì mình đang sử dụng dịch vụ tắm trắng ở thẩm mỹ viện Quốc tế Nami, và hôm nay là buổi thứ 3 mình sử dụng dịch vụ tắm trắng này rồi, và sau khi sử dụng thì mình cảm thấy rất là hài lòng, da mình bật tông, mịn và trắng hơn rất là nhiều. Mình nghĩ là mình sẽ trở thành khách hàng thường xuyên ở thẩm mỹ viện Quốc tế Nami. Đối với dịch vụ phun mày, Nami ứng dụng công nghệ điêu khắc 8D, sử dụng mực nhập khẩu, chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Tốc độ di kim cực nhanh, đảm bảo quá trình thực hiện an toàn, nhẹ nhàng, tuyệt đối không sưng, không đau, đem lại cho quý khách đôi chân mày chuẩn, đẹp một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, dịch vụ phun môi phủ bóng collagen là sự kết hợp hoàn hảo giữa phun xăm thẩm mỹ và các hạt tinh thể pha lê collagen, giúp đôi môi được trẻ hóa từ sâu bên trong, mang đến cho bạn một bờ môi tươi mới, căng mọng và quyến rũ. Với công nghệ IPL, ánh sáng sung hay E-Light, Nami tự tin là địa chỉ tin cậy cho khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ triệt lông vĩnh viễn, với chi phí và thời gian điều trị giảm 70% so với các công nghệ cũ. Triệt lông bằng công nghệ IPL phù hợp với mọi vùng lông của cả nam và nữ, hoàn toàn không làm da ửng đỏ hay bỏng rộp. Hiện nay, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Nami là đơn vị độc quyền tại Thanh Hóa về liệu trình cấy mu quang căng bóng. Mu quang giúp điều trị mụn, nám, tàn nhang, sẹo rỗ, mang lại hiệu quả nhanh hơn trong việc duy trì độ ẩm, tăng tính đàn hồi, khắc phục các hư tổn, giúp làn da căng mọng nhờ cung cấp HA kết hợp với tế bào gốc, duy trì sự trẻ trung, trắng sáng, mịn màng. Trên đây thì mình có chăm sóc da ở một số thẩm mỹ viện ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, phải đến khi mình đến với Thẩm mỹ viện Quốc tế Nami thì mình mới thực sự cảm thấy hài lòng. Da của mình trẻ hơn trước đây rất nhiều. Điều đó đã giúp cho mình trở nên tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Không
không phải mệt mỏi với các chế độ ăn kiêng khắt khe hay uống các loại thuốc giảm cân gây hại sức khỏe. Đến với Nami, bạn sẽ có được một thân hình thon gọn, quyến rũ bởi công nghệ lipocapitation giảm béo, không xâm lấn, làm căng và chống dạn da, trả lại vóc dáng thanh xuân cho bạn với hiệu quả tối ưu và an toàn nhất hiện nay. Thời gian tới, Nami rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của khách hàng tại tỉnh Thanh Hóa với ước mơ sẽ có một chuỗi spa tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để phục vụ các chị em không có thời gian cũng như không có điều kiện đi lại. Và không dừng lại tại đó, Nami sẽ cố gắng hoàn thiện, cập nhật những công nghệ mới nhất để phục vụ khách hàng. Hy vọng Nami sẽ trở thành một địa chỉ làm đẹp, quen thuộc, tin cậy đối với chị em chúng mình. Với phương châm, sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Nami chính là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hàng đầu Thanh Hóa. Viện Thẩm mỹ Quốc tế Nami, nơi lưu giữ nét xuân của bạn. Viện Thẩm mỹ Quốc tế Nami, địa chỉ PG0306 Shophouse Vincom, đường Trần Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Hotline 0123 862 3663.